Cùng thời gian này, khu dân cư số 9 xã Hương Nộn, huyện Tam Nông đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Khu dân cư số 9 xã Hương Nộn hiện có 161 hộ, 637 nhân khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng một người một năm. Khu không còn hộ nghèo, 100% các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, nhựa hóa. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu được chú trọng. Với những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã quyết định công nhận khu 9 xã Hương Nộn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.